Hello mọi người, thì cái bụi tre mấy chục năm nay thì bây giờ có một bác đến mua nhà để ở, mua đất để ở làm nhà ấy mọi người. Thì bây giờ bác này đang phá cái bụi tre này đi nhá. Cái bụi tre này thì từ khi mà em sinh ra thì nó đã có rồi. Đấy. Ô, con ếch. Có ếch. Có con ếch to lắm. Sợ có cá rắn ở đây. Thế thì bác này là bác lái xe này. Lái xe đang chờ để múc lên xe lá chở đi. Chả thấy con mãng xà tinh nào cả nha. Cái được bắt đi cái này anh nào chặt được cứ chặt là đừng có đập. Đập nát hết không đấy là cái gì đâu. Đấy này, bé cào cái cây này đi. Ừ. Để cho họ chặt vào đây cái hộp cái thằng đây này. Cào luôn cái bụi quanh ngoài đấy nữa là chặt được rồi đấy. Ừ, là cái họ chặt dần vào đây này. Cào đi bác để lấy con mãng xà tinh nào. Bác có mấy mốc các bác biểu chứ. Còn đứt vào mắt ạ. Cháu bảo rồi. Có nào ở trong đây à? Có con ếch. Còn đây kìa. Cào cái đường này thế này. Cào cái đường này cho rộng lên để họ chặt thôi. Họ chặt. Biểu đường mới cào nào. Cái này là cào cho mình chặt cào đây nữa. Đúng rồi, cào đây trong cái dưới chặt cái dưới. Mà quý lắm đấy. Quý lắm, cái bụi tre này mấy chục năm nay quý lắm. Mấy chục năm mà mình có khỉnh cái gì làm cái gì không có mới làm được. Dành cho rất nhiều dùng học. Đâu có con ếch nữa, hôm nay tôi thấy rồi. Có một con ếch. Chuyên gia đi mượn dao. Đây về cắt rồi. Cắt rồi, biểu là sao biểu ông ấy biết. Đấy lại sao nhốt chứ xúc xìa đấu một được. Xúc xìa 500 xìa anh có chịu được nhiệt không? Cái này chặt nhúa nặng nhằng lắm, sao mà có chặt mà chúa được xìa rồi. Thế loại này chịu được. Không chịu. Đấy rồi chặt hết thì bây giờ chịu gốc đi thôi. Không có chờ đổ không? Cái này phơi ra nhà mới bà đốt. Chặt hết đấy mà. Cứ thế đấy đi sao đốt. Để nó sao đốt. Đúng sao đốt. Đi múc cái xe luôn. Đấy, bây giờ để tiến lên để phá cái bụi tre này đi. Ngày trước ở đây là lắm rắn đấy mà bây giờ mà sao mà không thấy con nào. Đi đâu hết ạ. Sáng giờ đang rình để bắt lấy con rắn làm thịt mà. Đá đây một con đấy. Còn thấy con ếch nữa, còn con ếch. Cái đây bị lác ở dưới rồi, cái đây nó lác ở dưới rồi gần. Ở dưới nó lác đôi rồi.
Thế làm gì được? Đấy thì đây có cái cây cây lá vối cũng vứt luôn này. Cây lá vối này cây vối này họ có trồng làm ta? Làm có xin về trồng luôn. Cây lá vối đâu mà bà đợt trước bà mua giống họ có cây bồng bồng, sau rồi trồng lên rồi ra cây lá vối. Cây lá vối đây, cái nhà ngày xưa em ở đây. Ngày xưa thì em ở cái nhà này thì năm 1000 xây dựng năm 93. Thế thì cái bờ tre bên cạnh đây. Bờ tre này thì năm nay em 30 tuổi rồi thì bờ tre này nó cũng khá là lâu rồi mọi người. Bờ tre này nó cũng phải có tuổi đời lên đến 30-40 năm. Tại vì khi em sinh ra là lúc em nhỏ nhỏ là em đã thấy cái bụi tre này rồi. Đấy, mọi người đang đứng xem này. Ok cả nhà nhá. Bye cả nhà. Mọi người video lần sau nhé.